Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình với Dax sẽ cùng nhau chọn những trái quỷ ngẫu nhiên trong Block Food. Tuy nhiên, thứ duy nhất tụi mình biết được đó chính là con mắt của tụi nó. Và tụi mình phải chọn chúng để chiến đấu trong trận chiến 1v1. Và người đạt được 5 điểm đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Rồi, để xem con mắt đầu tiên mà anh nhận được chính là gì đây. À, cái này là gì nhìn lạ với ta. Thôi tự không biết. Cái tiếp theo đi. Ê, quen nha. Ôi, nhìn phát biết luôn á. Ơi, con mắt này nhìn phát biết luôn á chứ. Cái nào quen thì mình chọn trước nha. Mình sẽ chọn cái này. Yes sir, để xem nó là con mắt nào đây. Yo bro, nó là trái mochi. Let's go. Em nhìn thôi cũng biết nè. Thiệt không, vậy tới được em đi. Bấm nút lại rồi em phải không? Bấm nút á. Ôi, con đầu tiên. Ủa, cái này là gì ta, nhìn lạ chứ hả, không biết luôn á. Nó không có màu sắc gì chứ ơi. Ôi. Ôi, cái này nhìn có vẻ có màu rồi, có vẻ mạnh. Rồi luôn, cái này giống nhau nữa thôi, mày không có chọn trái của anh đâu. Như trái này có màu nè. Trái này có màu nè. Vậy em chọn trái này nha. Ok, chắc chắn chưa? Để coi cái quỷ là gì đây. Oh shit, trái T-Rex hả? Ngon, trái này em đánh anh ra bả luôn. Sẵn sàng hành chưa mày đó. Vô mày, đừng có láo. Ôi lắc mấy chiêu của anh mà. Anh lắc vậy, anh xài chiêu không thấy nó văng luôn mà. Ủa sao em xài chiếc T-Rex, phải không vậy? Nãy có lộn không? T-Rex. Mày láo. Anh quên, em mất trí nhớ hả? Nếu mày không biết thì trái tủ của anh chính là trái mochi đó mày đắc. Ủa cái gì vậy? Chào anh, lúc trước anh nói trái T-Rex giờ anh nói trái mochi. Trái nào là trái tủ của anh hết trơn á. Mày, lăn mày là cu. Lắc quá, không chạy được cái lăn đó. Hồi biến khủng long giết cho nhanh các bạn ơi. Ủa gì vậy? Anh xài chiêu gì vậy? Ủa gì vậy? What the? Lắc quá các bạn ơi vậy? Lắc quá, xài chiêu kỹ ta. Chạy ra đi, chạy xa của em ra, đúng rồi. Anh chạy em đi. Bro, anh lắc quá mà. Cứu anh. Rồi, mày xong. Ủa gì vậy? Cảm ơn nha, tại nó giật đam độc mà anh đâu hót ra được. Rồi, đúng rồi, chạy em ra đi, anh hết máu rồi, chạy sao em anh đi. Lắc dữ vậy ta? Mọi người ơi, mình lắc quá. Mày, ui, sao hộp vậy? Vậy cái này thì sao? Cái này thì sao hả mày đó? Mày sao? Thôi, mình nhường là đủ rồi bạn ơi. Em không biết, trái tủ của anh là trái mochi thì không không? Nữa. Một cước, gạch, một quẹt. Né. Ai bà. Bro, xe bà ra bao nhiêu binh vậy? 300.000 binh. Cái gì? Bro, nó lắc tới mức mình không thấy chiêu luôn mà. Cây vãi các bạn. Đó lý do mà dạo này mình ít ra video đó các bạn. Lắc quá trời luôn, không có chơi Roblox được gì hết trơn á. Mà cái này là con mắt gì vậy ta? Nhìn nó vẻ vui vẻ quá vậy. Nhìn nó cũng quen quen nữa. Nhìn nó có vẻ vui vui mà cũng quen quen nữa. Quay. Hình như con mắt thứ ba này có vẻ là của Spider-Man trên đời nhé. Spider-Man. Rồi, anh sẽ chọn con mắt thứ ba thử nha. Để xem coi nó là trái gì đây. Yo bro, biết ngay mà, trái Kitsune. Ôi, quá dễ đoán rồi, trái Kitsune luôn. Lần này mong là ra trái chớp đi các bạn ơi. Ui, trái gì đây? Ủa, trái gì vậy? Trái gậy. Ê. Ủa. Ê, anh làm cái gì? Gớt xuống nước rồi hả? Gớt xuống nước rồi. Em nhìn là em biết trái này trái gì luôn rồi đó. Thôi, hai mình BB đi. Ok, lấy luôn hai trái Kitsune luôn các bạn. Ok. Mình thấy là trận này có vẻ cân kèo rồi các bạn ơi. Nãy do mình hơi lắc thôi chứ. Chứ cái này thì sao? Chứ quan gì ta? Thằng này nó điếm các bạn, nó lắc cái nó điếm. Có đâu, mày. Em với mày á. Này thì mày, ai mày, ảo, ai mày? Ảo anh. Ai mày? Anh tưởng anh chùm cái Kitsune các bạn. Anh ơi. Là Sun Jin Woo mà phải đắt. Đây là boss. Ôi. Gì ghê vậy? Ây da. Các bạn ơi, what the fuck? Easy. Chứ cái Kitsune này quýnh nhanh quá à. Bình thường xài cái Kitsune là 30 giây kết thúc trận đấu em biết không? Đúng rồi, má trận đấu rút gọn xuống còn phân nửa thời gian nữa các bạn. Lần sau mình sẽ không sử dụng cái Kitsune đâu các bạn ơi, quýnh gì trận đấu nhanh quá. Trái này là trái Blizzard đúng không? Phải không? Chắc không phải đâu, đón đại. Ôi, cái này là trái nãy của em nè. Và tiếp theo đó chính là... Ui, trái này trái gì vậy? Nhìn nó vui quá vậy. Trái gì nhìn chỉ có cái trắng trắng thôi vậy. Trái này khó đoán nha. Mấy trái này lạ quá, mình sẽ chọn cho mình biết nha. Có mấy trái này mạnh nè. Trái này gì đây? Mình đoán trái này là... Wow, trái Venom hả? Venom Tag. Có nha, Venom là mạnh lắm á. Rồi quay đây. Ok, bắt đầu trận đấu nè. Trái gì kì vậy? Có lòng mi nữa kìa ba, hài vậy. Ui. Trái này là trái gì nhìn giống chảy nước quá vậy. Thôi em lấy trái này đi, trái này nhìn bựa nè. Ok. Trái. Trái lem. Trái lửa mà em nói chảy nước. Giờ mới biết trái lửa có lòng mi luôn quá ba. Trời
em sẵn sàng rồi đó. Nãy giờ anh nhường em thôi chứ cái này thì sao em đỡ được á Phúc? Nó lắc dữ kìa. Ôi dạ, dùng chiêu mà không có chiêu ta. Ôi hay 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 mà chứ gì nữa, đọc mà với đá này một chữ ken chích ai da đau với ta. Nè nè nè, bắn đầu kinh chi, bắn đầu đâu đây này, đây này, đây này, đây này, ai da, cục cầu bự quá vậy. mày úi kìa chứ phải nói là chết nè. Nè nè anh chạy đi. Mày láo hả mày đá, sỉnh giờ. Trời ơi, màn hình say rồi. Cái này sao hả mày đá? Ơi mình hơi khinh thường đối thủ các bạn ơi. Em hơi ơi lắc quá, mày xài chiêu nửa tiếng sao nó mới ra ba. Bữa thì thằng này nó di chuyển ảo ảo sao nó cứ di chuyển. Ây à, hồi chạy trước các bạn ơi. Ây da, không né được bro, chiêu đó khó né quá. Ken chết luôn, ken chết luôn. Mày láo. Lắc máu, quá các bạn ơi. À mình càng ít máu mình bay càng nhanh mà các bạn, mình sẽ bay lên trời nha, quá đỉnh. Bay hả? Mày Thì sao? Bây giờ anh đã biến hình được rồi, em không còn là vấn đề lớn với anh nữa. Mày chết đi cu. Ây da bro. Cái gì trời. Làm ơn nếu như các bạn có coi được video này thì hãy thông báo lên nhà mạng đừng làm mình lắc nữa nha. Trận đấu này không thể nào kết thúc ở đây bởi vì mình bị lắc được các bạn ơi. Bây giờ mình phải nỗ lực hơn mới được. Let's go. Con mắt đầu tiên của mình là con mắt ở đó mình không biết nữa. What the fuck lại vậy. Úi ê, ra trái quỷ luôn nè. Dạ. Anh không cần phải đói nữa hả? Ừ là chế like. Cũng không mạnh lắm, thôi kệ đi. Ơi cái này là chế flame em mới nãy đúng không? Thôi anh sẽ chọn trái này đi. Trái của anh là trái T-Rex á. Ôi trái T-Rex là trái này mày mới đánh bại anh đó hả? Bên anh nãy toàn mấy cái trái của em xài rồi không ba, buồn vậy. Vậy đăng này em bấm nút coi cái trái gì mới không nha. Ôi, ôi bây giờ đen Shadow mà vì cái bị đắt. Ôi gì chế tủ mày không vậy? Wow trời ơi là trời các bạn. What? Ơi toàn chế tủ mày không vậy? Trời đang đêm nên mình sẽ lấy trái Shadow luôn các bạn ơi. Ăn cắp trái Shadow luôn, chạy luôn các bạn. Ơi ôi ôi bye bye. Minecraft nó cũng lắc nữa các bạn. Ủa sao trong Minecraft là đêm mà trong ngay là sáng vậy? Vậy thì để coi này ai mới là người bị ăn thịt nha. Mày hả cu, lắc quá. Ơi em còn chưa kịp dùng chiêu nữa. Lắc cơ mà. Lắc chứ không phải là mày. Ủa kìa, what the fuck. Anh xài chiêu đó có trúng em đâu mà mất máu vậy. Ai xạo hả, trúng máu một khúc máu luôn. Ý là anh xài không trúng mà em mất máu và hài vậy. Vậy mới gọi là chơi game chứ các bạn. Trời đồ trúng quá. Vậy mới là chơi game chứ các bạn. Nãy giờ mày quýnh anh mày, gọi mày, vô đây. Ai hay không? Né hả? Mày né mày đã quẹt cái đuôi. Ơi sao đồ phế vậy vậy? Yeah, cuối cùng đã cháo hù rồi các bạn ơi. Trận thắng đầu tiên của mình nha các bạn. Ui trái leo bát luôn này, hết gan mắt hả, tiếng quá các bạn ơi. Sao trái spider vậy? Hình như là anh chưa bao giờ thắng em bằng trái spider thì phải. Đúng rồi, mặc dù trái spider anh V2. Mày nói vậy là đụng tới lòng tự trọng của anh rồi đó. Anh chọn trái spider. Trời, không chọn trái leo bát luôn hả? Không, tao dứt nó xuống biển luôn nè, mày. Trời, anh này mạnh. Dám khinh thường trái spider của mình các bạn ơi, để xem coi ra trái quỷ gì đi. Hình như chưa bò hết mắt hay sao vậy đó, nó cứ... Ê, đây. Ôi, cái Sune mà. Ồ, ba trái nào cũng xịn hết. Anh dùng trái spider của bắp đó nên thôi em dùng trái lăng này. Chắc chưa vậy cô? Chắc chắn luôn. Rồi. Vô, giăng dây bắt mày rồi cô. Ủa kì ấy. Chưa cơ bát mà anh đi gấp quá. Chém. Ui, cứu tôi với. Em hơi sai rồi mày đắt ơi. Ui kì vậy? Tốc độ ánh sáng là có thiệt hả? Này thì tốc độ ánh sáng. Đúng rồi, đứng yên đó, bắn chiêu đi. Ủa? Sao đứng yên được hả mày đắt? Anh bay nè cô. Không được nha. Nè, không được. Sao không được? Ê, sao đâu vậy? Đâu vậy? Chạy hộ, bay. Sợ vô cô. Dạ, bắn vợ bố. Anh đây nè, bắn vợ. Mày. Lao. Em mới mày á. Mày, ôi, chết, yeah. Lật kèo các bạn ơi. Chiêu lỗi vậy. Dám khinh thường với spider của anh crazy là bro. Nè, anh không muốn xài chứ này. Làm ơn, ôi hên quá. Tưởng đâu phải xài chứ bò chứ chạy. Rồi, biết trái anh được chọn ha, anh sẽ chọn trái spirit đi. Hai trái này no hope quá. Tới em nè. Ok, để xem coi nhân phẩm em tới đâu. Ôi chọn cái đôi phốt. Ui, mắt của con này đâu đây? Ủa, con mắt này của ai ta? Nhìn lão à, không biết đâu. Rồi, em sẽ chọn cái này nha. Con mắt em nhìn em thấy nó có sức mạnh tiềm tàng á. Hình như trái này trái mammoth á, nhưng mà sao nó không biến hình vậy? Hình như không có trái mammoth trong Minecraft bây giờ. Trời, thôi kệ đi, lấy đỡ đi. Các bạn thông cảm cho mày đắt nha, game nó lỗi nó không hiện trái mammoth lên cho nó các bạn ơi. Trời, đủ rồi đó. Trái spirit anh vẫn chưa.
anh vẫn chưa biết xài chiêu ba. Ủa gì vậy? Mày ảo hả mày đó? Mày để em chỉ cho. Mày ảo hả mày đó? Anh không định bấm nút chuột để lít ra mấy con kia hả? Anh đang đợi em mà, chị em mà đợi đó hữu nhắc nữa các bạn ơi. Cứu tôi. Mày. Rồi rồi, anh chạy rồi. Rồi. Chạy xa em ra. Ủa sao gì vậy? Em đi xuyên anh luôn hả? Lắc vãi cái chưởng các bạn ơi, không ổn chạy rồi. Đi, chạy đi chạy là chơi, phải chạy chứ, okay, phải chạy chứ mày đắc, phải chạy chứ mày đắc. Chạy thiệt hả? Em biết hình voi em trâu quá à. Trời ơi, tất nhiên. Người ta trâu như bò mà em trâu như con voi á. Ây da, đừng ủi. Chịu hồi để, chịu hồi để. Mày chẳng gì để anh hả mày đắc. Nè nè, gớt xuống. À tự nhiên. Gớt xuống. Đánh cũng hổng mày đó các bạn, hay đánh mình sắp chết luôn. Gớt xuống. Ây da, tia tử nhiệt. Bùm. Em bỏ ra sớm hơn chứ. Chai lên đi. Rồ đừng có chơi chiêu đó một phút làm ơn. Đừng có xài chiêu đó mà. Bay lên, anh bay lên. Anh chịu hồi đệ nè chứ bay lên gì. Mày bị dụ. Mày dụ ai Phúc? Mày dụ ai Phúc? Mày dụ ai Phúc? Ủa à. Mình combo đỉnh như vậy rồi mà. Hay à, một trận rồi mình thua các bạn ơi, không thể nào được. Để coi những trái cuối cùng có thể giúp mình gỡ gạc được không đây. Trái leo bát đi, làm ơn cho tôi lại. Không phải là trái leo bát mà là trái gốc két. Trái nào, giờ trời đang sáng đó, anh chọn đi, trời đang sáng đó nha. Trời em hù nó phải đáng, anh chọn trái shadow luôn nè. Ơi, trời đang sáng đó, đừng chọn. He he, vô, em roll trái quỷ đi. Trời ơi trời. Trời, trái smoke. À. Trời, what the hell. Cho anh nó phải đáng, chọn đây chứ like đây. Hay chọn cái like đi. Hay là em muốn chọn cho smoke. Thôi hai chứ đó không chọn cái nào đâu. He he đây rồi, cơ hội mình tới các bạn ơi. Từ lúc nãy mình dùng thì trời sáng mà lên dùng thì trời tối. Ôi mạnh vậy, quăng mấy chiêu thôi mà một đống đam luôn kìa. Bắn cái gì vậy Phúc? Bắn ai Phúc? Dạ, anh đây nè. Dạ. Anh ở đây nè Phúc ơi. Nó bị kẹt trên giá đi các bạn. Hay ta, sao em biết em dùng chiêu C mà anh dùng chiêu B luôn nha. Kẹt nè nè rồi. Nè ôi da gì mạnh vậy, đơn bạn. Hút máu lại này thì khen cho có lệ, khen ai cho có lệ hả mày đó. Bài chưa ép là mày chết cu ơi, mày vô đây nè ai nè Phúc, em nè ai vậy nè. Anh tưởng anh là Cian. Anh là Sung Jin Woo á Phúc. Ai da da sao mày đợi anh xíu đây, anh chạy anh hồi chiêu một cái. Rồi đứng đó mày à, dám nói từ đó này hả? Chạy hồi chiêu hả? Chạy hồi chiêu. Sao chiêu anh khó xài chúng gì vậy? Rồi chết. Ê, mày phải thằng này sợ trái bom hả ta? Đỡ hộ anh phải này mới đất ơi. He he là kèo các bạn ơi, đây mới là thời khắc mình đón trái này là trái smoke nha các bạn. Nè bro, làm ơn một trái đó ngon xíu đi, một trái một mờ Billy nữa hả? Trái này nè, trái này là thấy thôi nó cười với anh kìa. Trái nào cũng vậy à. Trái nào cũng cười. Ơi anh sẽ chọn trái cười nhiều nhất nha, let's go. Ôi. Trái này mới được reward mà lo vậy. Cái này cũng mới được reward nè. Ê, ủa cái mắt. Gì vậy? Đón thôi ơi, đón cái này là gì ta? À anh biết cái này cái gì rồi? Cái gì vậy? Cái mắt ma chắc luôn. Cảm ơn nha. Em lấy luôn. Là sao nữa? Em lấy cái mắt ma luôn. Không sao các bạn ơi, không phải trăm thanh là mình nghĩ vẫn có cơ hội chiến thắng nha. Đừng có cười. Cái này thì sao vậy đác? Ủa gì ngắn vậy? Em chưa trang bị với quỷ nên anh gấp vậy. Tiếp cận các bạn ơi. Thằng gốc két bay lên quý vậy vậy sao hát não chưa tưởng anh là Sung Jin Woo các bạn. Hát não nè nè nè, quýnh đây mày không quýnh thì anh quýnh đó gì á bay lên trời, hay chưa, ghê chứ các bạn. Mặc dù không né được nhưng mà ui đừng phi đắc ơi, né chiêu Sung Jin Woo. Bắt đầu thú vị rồi đó. Em cũng mạnh đấy. Nửa cây máu hả ta? Em cũng nửa cây máu kìa, đừng lo cho anh. Mà hãy lo cho bạn sống nửa em đi. Nửa cây máu rồi hả ta? Lo cho bạn sống em đi. Nửa cây máu rồi. Lo cho bạn sống em đi. Cú đấm ngàn ký. Lên lửa đạn đạo. Mày. Ta là đối chiến hắn Phật tôn ngộ không? Mày ảo. Anh bắt đầu cảm thấy em thú vị đó mới đắc à. Hắc não. Ghê chưa? Sao anh mà đỡ được? Anh ta là xích khao mã hầu. Xích khao mã hầu là anh cả. Còn anh là tôn ngộ không? Mày. Ôi trận chiến cuối cùng căng thẳng quá các bạn ơi. Rồi sợ rồi. Yếu áo cái gì? Ai mới là ngộ không thiệt vậy các bạn? Pha này thì sao? Kéo gì vậy? Sợ chưa? Anh tiếp cận em nè Phúc. Tiếp cận em nè. Anh khúc con mẹ ra coi. Đừng. Chạy rồi, nó chạy các bạn ơi. Biết sợ hả cu? Mày biết sợ hả cu?
Mày nó sợ nó chết nó không dùng được. Còn cái này sao không? Cái này sao không? Mày đứng yên. Đừng anh lắc mà, anh có đứng yên đâu. Căng dữ vậy ta, trận cuối căng vậy. Mình chờ chế mắt ma mình bị thằng rocket này làm khó vậy ta. No, mày, bye bye. Rồi, bye bye. Ủa gì? Bye bye. Easy. Đưa ai hắn rồi các bạn. Vậy thôi, video sau solo lại đi. Chứ giờ này Roblox lắc cũng chết vậy đó, rủ anh solo nữa chứ. Ok, video sau chấp anh luôn á. Nếu như các bạn muốn mình và Vidax solo thêm một trận nữa thì nhớ like và comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye. Cay quá các bạn à.